Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nào mày. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ bỏ ra khoảng tầm 5 phút đổ lại cho anh em, hướng dẫn anh em cách sử dụng auto Kim Yến ở máy chủ S10 đại danh ký sử nào mày, trang chủ game võ công truyền kỳ .net. Hiện tại trên live Khải cũng hơn gần 100 người anh em đang xem. Thì anh em nào mà chưa làm được á thì có thể làm theo nha mọi người. Thì đây, thì đây là dàn xe của Khải anh em. Và đỡ làm gì, đỡ đi hoạt động bãi quả cũng như là kéo xe. Mọi cái hoạt động thì anh em chỉ bằng đơn giản thôi. Trước mắt á, đỡ mà kéo xe Kim Yến thì anh em phải tải được auto Kim Yến về. Thì thực sự đỡ mở auto Kim Yến thì Khải cũng đã làm video trước rồi. Bây giờ Khải giới thiệu sơ qua một lần nữa. Thì anh em sẽ mở cái mục game. Thì đây là mục game của Khải, là danh sân danh đại danh ký sử Khải chuột phải này. Khải Brotit này. Rồi Khải chọn vô Open File. Rồi sẽ hiện ra auto Kim Yến ở đầu tiên. Đây, đây là auto Kim Yến. Đó, anh em kích vào. Rồi anh em kích vào một cái nữa. Rồi anh em mở auto ra, chuột phải. Anh em mở ra chế độ cho nó ra desktop. Đó, cho nó ra màn hình. Và sau khi cho ra màn hình rồi thì anh em chuột phải tiếp. Chọn vào Brobit này, Bro này. Rồi Brovision chọn tiếp tục là Combat. Sau anh em chọn cho mình đó là Run Pro Game này. Chế độ Admin đó. Rồi ok, ok rồi. Tiếp tục anh em chọn vô cái phần đó là sau khi anh em mở lại desktop đó thì anh em sẽ có hai cái auto của hai màn hình. Đó, ok chưa? Rồi anh em mở auto lên chuột phải này, chọn Run. Thì anh em mở lên chuột phải chọn Run thì nó sẽ ra cái bảng auto như thế này. Ok chưa? Đó, auto Kim Yến 11.36 này. Đó. Ok, sau khi nó ra auto Kim Yến 11.36. Trước tiên là như vậy, rồi xong cái bước công đoạn mở cái miếng. Đến thứ hai, anh em sẽ chờ đợi đến cái dòng cài đặt game. Ở server mấy chỗ S10 đại danh ký sử này á, thì hiện tại á, Khải không biết là sau này nó có thay đổi website hay không thì Khải không biết. Nhưng mà hiện tại trước mắt, anh em sẽ sử dụng website đó, anh em nhấn vào vòng tìm web. Đợi xem mình nó đi mượt hơn, anh em nhấn vòng tìm web. Em chọn cái server đó là server võ công truyền kỳ .net. Và hiện tại đó là mấy chỗ là Đại Sơn Hà. Anh em chọn vô là hiện tại nó đang số tự 19, em chọn Đại Sơn Hà, ok chưa? Rồi anh em chọn cho nó là nó sẽ hiện chỗ này, ok cho hiện đại chân hà này, xong tắt đi. Rồi tiếp tục anh em sẽ chọn cái mục game. Bước thứ hai anh em sẽ chọn mục game. Thì hiện tại mục game anh em đang ở cái khu vực nào, ví dụ như Khả đang ở là ổ D, ổ E chứ, ổ E đại chân hà, thì anh em sẽ chọn ổ E đại chân hà như đây nè. Đó, ổ E này mình sẽ chọn ổ E đại chân hà và chọn vào cái vơ game. Đó anh em cái mục game nó chưa, đó E đại chân hà, và tiếp tục anh chọn cái vơ game là cái file mình chạy game á. Rồi xong này, bước thứ ba thì ban hội nào cũng vậy, sẽ có một cái link auto adder. Thì như ban Khả là võ công truyền kỳ xếp gạch đơ KS xếp gạch ngáo. Sau khi anh em xong thì anh em nhấn vào áp dụng. Thì auto chúng ta sẽ hiển thị thời gian và hạn sử dụng. Ok chưa? Bước này là xong. Bước tiếp theo, đỡ nhạc bài quả. Thì bây giờ anh em sẽ, tất cả anh em chịu khó cái công đoạn đầu tiên á, thì anh em sẽ cho chính của mình qua hứa thành. Hay cho qua hứa thành. Đây, đầu tiên là cho hứa thành nè. Hứa thành nha, hứa thành Bắc. Thường thường em đứng hứa thành Bắc này. Rồi, Khải Lưu Rương. Đầu tiên á thì Excel của mình chắc chắn nó sẽ không đi theo. Cái công đoạn đầu tiên nó không đi theo, anh em chịu khó giết tên thiếu. Xíu nữa anh em đánh bài quả và tool thì nó sẽ tự động vào cho anh em luôn, hết thành back luôn. Anh em đầu tiên, nói chung là công đoạn đầu tiên anh em phải chịu khó. Thân phù 4 hạt vào. 4 hạt về hết thành back hết. Đó, 4 back hay nam cũng được, nói chung miễn sao anh em đứng lưu thành chỗ nào được. Đó, vừa rồi Khải kích lộn bài kiến nam cũng sao, back này. Rồi. 4 hạt nha anh em ơi. Rồi. 4 hạt xong này. Tiếp tục thì anh em nhắn vào lưu rương. Để anh hướng dẫn cho xem em ơi, lưu rương này, quấn bó anh em quấn cố gắng thu lại cho bang này, lưu rương này, xong này. Công đoạn thứ hai anh em nhấn vào điều khiển tống kim, đó đánh vào điều khiển tống kim nha. Thường thường anh em đi tống kim á thì anh em sẽ đỡ là bên kim hoặc bên tống, đó là anh em đỡ chữ world này đúng không? Thì trước mắt anh em chưa vào, anh em có đỡ em đây. Trước mắt anh em vào ảnh chính này, hiện tại bây giờ là ảnh chính này, Khải sẽ vào đó là bãi quả chung ảnh chính nha, còn phụ chắc chắn nó sẽ đứng ngồi, đó chắc chắn nó đứng ngồi. Nhưng mà Khải đã ca chỗ này rồi này, là nó theo Khải này, theo Khải ok chưa? Vì sao nó theo Khải nha Nam? Vì sao nó theo Khải thì bây giờ anh em đợi nè. Cái dòng đó là ra bằng chính xác này, dược điểm này. Thì anh em đứng gần thành dược điểm rồi nè. Dược điểm nào cũng được, dược điểm ở ngoài hối thành bách cũng được. Xong đầu là anh em kích vô phần dược điểm. Đó, dược điểm xong. Bắt đầu là ở mà kích tật cái clip dòng nè 3, 2, 4. Lý do vì sao 3, 2, 4 hay là như thế nào anh em cùng xem nè. Như thế nào đúng không? Giờ chúng ta kích vô chúng ta sẽ đi về tập kích này. Tập kích là số 3 đúng không? 1, 2, 3. Chúng ta số 3 này. Số 3 này. Và bây giờ là sói muốn đi là chung 2, chung 4. Thì bây giờ chúng ta số chung đi. Thượng là 1 này, chung là 2 này, hạ là 3. Chung thì chúng ta sẽ chọn 2. Đó bây giờ chúng ta đi chung 4 nha, chọn 2 này là chúng là 3.2 là 3.2. Tiếp tục là số 4. Là chúng ta có thể nói là số đầu tiên là 3, số tiếp theo là 2, số tiếp theo nó là 4, là chúng ta sẽ đỡ chỗ dòng là clip này. 3.2.4 hoặc là 3.2.4 cũng được nè, nói chung là 3.2.4 là tất cả anh em xem nó sẽ đi theo đó anh em thấy chưa? Khả lên là sẽ đi theo này. Đó. Và đỡ cho nó mượt trong cái khu vực này anh em từ world này. Sau khi chỉnh được đó xong anh em từ world, anh em chỉnh xuống tống kim. Rồi. Tiếp tục này.
cái phần bơm máu. Bây giờ là sau khi đã vào được tập kích ok nha, anh em chỉnh vô, tiếp tục anh em đứng vào phần dược điểm Dung Khải này, anh em phụ trợ. Cái này là mua máu nhanh nha, hướng dẫn này mua máu nhanh nha, phụ trợ Evan. Rồi anh em kích vô Khải này, chỗ nơi sơ này, clip menu tất cả này, anh em kích vô chỗ đây là sẽ có thằng dược điểm, ông chủ dược điểm được, hai thằng như nhau. Thì anh em kích vô, ông chủ dược điểm được, bắt đầu là chúng ta tìm dòng này, kích vô một này. Đó, kích thằng dược điểm này. Mua máu này, mua máu sẽ là dòng số 2 này, ok chưa, số 2. Tiếp tục anh em sẽ mua máu ngũ hoa. Ngũ hoa 500 lượng là dòng số 3, 1, 2, 3. Là chúng ta sẽ kích chỗ này là 2,3 hoặc là 2.3, ok chưa. Xong, tiếp theo là số lượng click anh em có thể đỡ 1 hoặc 2 cũng được. Số lượng mua này, số lượng nhập, số lượng này anh em có thể đặt 20 hoặc là 40. Như Khải đặt 50 này, hiện tại bây giờ là đang như này, Khải đặt 50 nha. Rồi anh em nhấn hết tất cả click vào Như Khải. Là Khải đang muốn mua là mua máu ngũ hoa ngọc lục hoàng á, mua máu này ngũ hoa cổ thanh hoàng á là 500 này đó, thì Khải mua đúng không. Sau khi chỉnh hết tất cả mọi thứ, tất cả chạy, thì hiện tại xe Khải sẽ mua 50 bình, tất cả chạy nha, cái dừng á. Rồi ok, Khải có tất cả chạy nè, đúng không. À, chúng ta chỉnh dược điểm này, dược điểm cho nó dở. Rồi chúng ta sẽ nhấn tất cả chạy, tại vì mình đang đứng trong dược điểm đó, nó sẽ mua 50 bình và tất cả xe Khải đều mua 50 bình luôn nè. Khải nhấn tất cả chạy nè, xe nó sẽ mua 50 bình hết tất cả mọi thứ đó, anh em thấy chưa. Dạ, cả dân xe mua máu luôn. Cái này là mua máu nhanh cả dân xe nha. Lưu ý là anh em trong rương phải có tiền vạn nha. Còn nếu anh em không đủ tiền vạn á, anh em có thể giảm số lượng mua máu lại, ví dụ 10 bình, 20 bình gì đó. Cứ mỗi tour anh em có mua 10 bình hay 20 bình là xong. Đó. Rồi, tiếp theo nè, sau khi mua máu xong nha, hướng dẫn anh em mua máu xong nha. Bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn anh em cách nhồi máu. Đỡ nhồi máu á, trước khi anh em nhấn vào cho Khải là điều khiển. Phần hậu cần phục hồi. Hậu cần phục hồi nha. Thì ở lưu lượng máu của chúng ta như thế nào anh em có chỉnh đâu đó đi. Tất cả đâu đó đi. Rồi anh em lưu ý nè, cái chỗ phần này nha. Chỗ phần ngũ hoa cổ thanh hoàng này, anh em chỉnh chỗ này là bơm máu nè, anh em chỉnh cho Khải ngũ hoa cổ thanh hoàng. Rồi số lượng phần trăm bao nhiêu anh em cứ chỉnh theo tùy thích của anh em. 85 80 đó. Một bình thì anh em chỉnh một bình, nhồi máu một bình. Một bình còn đây hai bình thì anh em chỉnh hai bình. Thường thường thì một bình thôi, anh em muốn nhồi máu bằng tay thôi. Tí nữa Khải sẽ chỉ cho anh em cách nhồi máu bằng tay. Còn đây là mình đang mặc định auto nè. Rồi tiếp tục là mana này. Mana cũng là ngũ hoa cổ thanh hoàng luôn. Đó, sau khi chúng ta chỉnh xong các thông số như nhau thì chúng ta sẽ áp dụng tất cả. Đó, áp dụng tất cả. Ok chưa? Sau khi áp dụng tất cả xong là tất cả dàn xe chúng ta sẽ đều làm theo cái công thức như này. Đặc biệt đó, ở con lôn Khải này, con lôn Khải nó rất là giấy, máu của Khải thì chỉ có tầm 2k thôi. Thì anh em lưu ý chỗ này, chỗ bằng bông máu điểm này thì máu có 2k thôi anh em. Nếu có cái mì không tính nha anh em, nếu có một mình nó có 2k thôi thì nó sẽ uống máu rất là nhiều. Nên là bây giờ này, chỗ này á, chỗ con lôn này Khải sẽ giảm xuống cho nó khoảng tầm 1k8 thôi, tại vì máu nó dưới người chứ khoảng tầm 2k thôi. Thì Khải cho 1k8 bơm. Rồi ok. Sau khi đã chỉnh xong hết tất cả dàn xe xong, bắt đầu đến nhồi máu nè. Anh em kích vô dùm Khải phần hậu cần mua thuốc. Chúng ta chỉnh cho phần nhồi thuốc. Đó, nhồi thuốc này. Trước tiên là Khải đã cài sẵn cho mặc định của Khải nè. Giờ Khải xóa thì Khải làm từ đầu nè. Xóa nè, xóa hết nè. Giờ bắt đầu anh em nè. Hậu cần mua thuốc, kích phần nhồi thuốc. Rồi anh em sẽ chỉnh cho Khải cái phần là mình sẽ tạo phím 1. Một phím 1 này, ok chưa? Rồi, phím 4 nữa nè, phím 4 này Khải xóa lại đây. Khải xóa hết lại luôn nha. Rồi lại hậu cần mua thuốc này, nhồi thuốc này. Phím 1 này Khải sẽ tạo hai phím. Phím 1 này và phím 4. Đó, anh em có thể phím 1 hay phím 5 tùy anh em. Đó là tùy anh em thôi. Sau khi tạo xong phím, anh em nhấn đóng đi. Rồi anh em bật lại nhồi thuốc. Rồi anh em kích cho phần nhồi thuốc này. Hiện tại anh em muốn nhồi thuốc như thế nào? Anh em muốn nhồi thuốc bình ngũ hoa cổ thanh hoàng thì anh em sẽ nhồi vô chỗ này. Anh em kẹp bên thuốc vô. Ngũ hoa cổ thanh hoàng một bình này. Ok chưa? Rồi, đến phím số 2 số 4 thì Khải sẽ double cái bình này lên thành hai bình hoặc ba bình tùy mình. Mình sẽ double ba bình. Đó. Ok chưa? Rồi sau khi Khải đã setup xong, Khải đóng đi. Anh em nhớ là kích nhân vật tỷ lệ 1:1 này, sử dụng ở nơi phi chiến đấu hay là không cũng được, cái này không quan trọng. Cái này tích cũng được không tích được. Nếu anh em sử dụng vào ở nơi phi chiến đấu á thì anh em ở thành anh em vẫn kích vào anh em vẫn tốn máu, nhưng mình này mình không cần. Đó, rồi xong. Sau khi đã chỉnh xong nhồi thuốc này anh em đợi nè. Cả dàn xe đều uống thuốc cho anh em xem này. Đó, ok chưa? Hiện tại rương máu này em đợi rương máu nha. Bây giờ Khải sẽ nhấn phím 4 này. Đó anh em thấy chưa? Cả dàn xe kén hết máu này anh em thấy chưa? Cả dàn xe đều kén hết máu luôn nha. Đây này, phím 4 này nè. Ba bình nha. Ok chưa? Nhồi máu nha anh em. Rồi này, dùm phím 1 nè, cả dân xe uống máu nè. 1, em thấy uống máu chưa? 1, em thấy uống máu chưa? 1, rồi ok nè. Sau khi anh em cài xong uống máu đó xong á, giờ bây giờ anh em muốn đi tống kim hoặc là công thành chiến hoặc là những cái trận mà trận ngoài, anh em kích cho tiếp tục xe phù. Anh em mua dùm Khải bình máu đi. Mua máu nhanh này thì không có đúng không? Hiện tại máu này là máu chỉ cổ thành thôi. Bây giờ chúng ta về thành cái. Về thành cái, Khải sẽ mua máu thành Khải test cho anh em xem. Giờ cái về thành nha. Rồi cái gì thành cái test máu thành cho anh em xem cái nữa xong kết thúc video nha. Hiện tại bây giờ á, ví dụ như bây giờ anh em đi boss, anh em đi tống kim đi. Anh em đi tống kim anh em muốn nhồi máu ngũ hoa. Ngũ hoa thường nha. Ngũ hoa thường nha. Đây là Khải đang mua ngũ hoa thường là đỡ làm gì anh em đi tống kim này. Anh em đi tống kim anh em muốn trâu anh em phải nhồi ngũ hoa thường, hoặc là anh em nào muốn trâu hơn có thể nhồi thêm cửu chuyển hoàng đan. Đó, hoặc là anh em nào giỏi đan, muốn trâu thì có thể nhồi thêm ô đầu hoàng. Đó, mình chỉ việc đặt tên vào nó thôi. Rồi mình lấy nó này. Ok này, bây giờ này.
Khải sẽ nhồi vào cái chỗ này, đó là bình máu tiếp theo, là mua thuốc này. Khải sẽ nhồi cho nó là bình máu ngủ ho thường, đó là cổ thành chỉ đi sân bót hoạt động thôi. Còn ở ngoài bờ cao Tống Kim này, chúng ta sẽ dùng nó là ngủ ho cổ thành hoàng một bình đó. Khải sẽ kẹp vô, nó sẽ ra hai bình, hai loại khác nhau liền. Rồi tiếp tục Khải muốn trâu thêm chút nữa, Khải kẹp theo cái bình máu cửu hoàng, cửu chuyển hoàng đan nữa, kẹp thêm nữa đó một bình, thì chỉ cần nhấn phím một là nó cắn cả xe luôn. Rồi tiếp tục là mình ví dụ như giò đan là nhiều anh em giò đan sẽ dùng đến cái máu đó là ô đầu hoàng thần đan, ô hoàng thần đan đó, kẹp phím một tiếp. Rồi hiện tại Khải đã có thêm ba bình máu đúng không, bây giờ Khải kẹp thêm cho cái phím này thành số 2 tất cả mọi thứ luôn cho nó trâu. Khi nào cần thì nhấn phím 4 thì sẽ cắn hai bình hoặc là ba bình tùy mình. Ô đầu hoàng thần này ba này, thêm này, tiếp tục này, cửu chuyển hoàng đan này, thêm này, ba nữa này. Rồi tiếp tục này, ngũ hoa cổ thanh, ngũ hoa ngọc đồ hoàng ba nữa này. Đó là tất cả là anh em có thể nhồi theo cái như lúc ấy. Bây giờ á, đỡ mà mua cái máu ngũ hoa hoàng, ngũ hoa đặc biệt á, thì anh em chỉ vào Tống Kim anh em. Nếu anh em là muốn mua máu xịn á thì anh em vào Tống Kim anh em mua, và mua máu ở Tống Kim nha, là nó sẽ có một bình nữa đó là ngũ hoa ngọc đồ hoàng đặc biệt, thì lúc đó anh em sẽ chèn vào chỗ này thì anh em vẫn có thể nhồi được cục bình máu kia nha. Đó đơn giản thôi. Đó bây giờ này chúng ta sẽ test lại quay lại quả một lần nha. Trước khi quay quả thì bây giờ Khải sẽ cho ạt Khải về hết hóa thành đây. Khải sẽ quay lại một vài quán một lần nữa cho anh em xem. Đơn giản luôn. Bây giờ Khải quay hóa thành nè. Bây giờ xe Khải nó sẽ đi theo Khải luôn nha anh em, chắc chắn một điều luôn. Không chạy đâu được. Hóa thành nè. Rồi. Hóa thành nha. Rồi bắt đầu cho hết xe vào hóa thành nè. Nói chung là đi lúc nào đi hóa thành vậy thì xe của anh em nó chắc chắn ví dụ đang đứng tương dương hàng thành đôi, không biết đứng nào mọi vị trí đi. Cho dù nó đứng như nào mình không biết. Bây giờ mình cho nó đứng loạn xì ngầu ơi. Rồi đúng không? Cái công đoạn đầu tiên á, anh em sẽ phải là di chuyển cái thân anh phù này về hóa thành một cái, là công đoạn này chắc chắn anh em phải mất thời gian một chút không sao cả, chỉ một công đoạn thôi, còn những công đoạn còn lại là anh em ok hết. Rồi anh em gì hóa thành này đó, tất cả được xe anh em chịu khó đạt được tay giờ hóa thành, được xe giờ hóa thành đó. Cái này là các kiểu xe lúc này Khải đã tham khảo thì nói chung là nó còn dở thôi mà, sau khi đã sử dụng auto cái miếng thì ok rồi. Rồi sau khi đã về hóa thành thì bây giờ chúng ta cho nó lưu rương, lưu rương đó, nhắm vào lưu rương, tất cả xe lưu rương thấy chưa. Bây giờ này anh em lên tập kích lên, giờ ta muốn lên tập kích nó, mình không biết mình kích thằng nào cũng được, kích thằng đâu cũng được, ta muốn lên tập kích. Giờ ta muốn lên trung 3, trung 4 gì đó tùy theo anh em đánh dấu nha. Điều khiển Tống Kim này đó, hiện tại bây giờ là Khải đang dấu của Khải là đang là trung 4 nên là Khải đang sẽ lên là trung 4 để xe lên trung 4 vậy nè. Trung 4 này, trung 4 là kích cho một nè, 1 2 3 đó, cái này là trung 4 chọn nè, mình sẽ chọn trước nè, trung 4 nè đó, mình sẽ đánh dấu vô đó là 3 2 4 thì nó sẽ lên đó, bắt đầu xe nó lên, xe mình chuẩn bị lên trung 4 đó anh em, nó xe đi theo chưa đó, ok chưa đó, nhanh gọn. Giờ đến vấn đề test lại cái mua máu này, phụ trợ Evan, phụ trợ Evan thì Khải đang dự định là Khải mua 5 bình máu thôi hoặc 10 bình, Khải sẽ thay đổi vị trí số vô đây. Rồi tích hết tất cả một thứ là NBC dược điểm, kích là NBC 2.3, số lượng kích mình NBC 1 cũng được không sao cả, nhiều khi nó bị lát thì nó không được, nhưng anh em đợi số 2 đi, nhiều khi lần một nó lát thì có thể được số 2. Rồi anh em nhấn tất cả chạy xe này mua máu. Rồi ok vậy thôi, clip đơn giản như năm. Rồi anh em mà theo dõi video này mà cảm thấy hay, đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ hỗ trợ chơi nha, đúng hỗ trợ nha năm ơi. Hiện tại thì thực sự là đây là một video thực sự là cũng là lần đầu tiên Khải đợi và cũng như là Khải trải nghiệm sơ qua ở mấy chỗ này á, thì Khải thấy nó khá đơn giản thôi, không gì khó cả. Anh em lưu ý là bên trên này á, chữ quơ á thì anh em chỉnh vào Tống Kim là xong, ở bài quả anh em chỉnh Tống Kim. Sau khi đánh xong bài quả anh em tắt chữ quơ nha, sau khi đánh xong bài quả anh em về thành khác anh em chỉnh về chỉnh chữ quơ nha mọi người, chỉnh chữ quơ cho xe đi đó, chỉnh chữ quơ cho xe đi đó, ok chưa, là xe nó đi theo. Rồi ok thôi. Rồi anh em xem video đừng quên để lại like chia sẻ ủng hộ cho nha mọi người đó. Khải sẽ đưa video này lên cho kênh cũng như là hướng dẫn cho băng ngáo cũng như là tất cả anh em ở cùng mấy chỗ S10 đại danh kiếp sử này, trang chủ game võ công truyền kỳ .net. Nếu anh em nào họ thắc mắc ở vấn đề nào không biết cứ inbox trực tiếp Khải sẽ hướng dẫn thêm một chút xíu nữa anh em sẽ hiểu vấn đề kéo xe này nha mọi người. Rồi ok.